Rồi, mình xin chào các bạn đã đến với kênh YouTube của mình nha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cái máy là 16D718. Đây, mình vừa ráp xong nè. Là mình giao cho anh Toàn ở Bình Dương. Đó, hôm nay mình sẽ test thử cho các bạn xem luôn cái công lực của cái máy này. Thì mình xài chừng 16 con là được rồi, không cần nhiều. Không cần nhiều sò hay nhiều đê gì hết. 16 con là đủ hạ rô phi rồi. Quan trọng là các bạn biết cách đánh và biết cách siết sao cho mà con cá rô phi nó trừng lên. Đó. Thì ở đây mình sử dụng cái máy này 16D. Mình xài hai trở luôn nha. Một con hồi tiếp âm và một hồi tiếp dương luôn. Đó. Thì máy này là mình đổ keo luôn. Đủ keo cách điện luôn, rồi là đủ keo B luôn. Và mình gắn hai con diode 5408 là để là chống nóng cầu bóp nha. Đó. Thì mình cầu bóp này. Mình sử dụng nhựa của nó là nhựa dẻo luôn. Các bạn bóp thoải mái luôn, thả ra là nó lên, thả ra là xuống, không cần lại xo gì hết. Cái cầu bóp này là xài vĩnh viễn luôn. Thì ở đây mình test thử cái bình 12V là 4 AH thôi, nhưng mà mình sử dụng trong 15 20 phút không xi nhê gì hết, nó vẫn điện vẫn còn, là cái máy này các bạn xài rất là bền. Mình đánh cái bình 30 AH thì nó khoảng là 4 tiếng, hơn 4 tiếng. Đó. Thì mà máy rất là mát luôn. Thì ở đây mình ráp theo yêu cầu của khách, là ở đây mình sử dụng hay ráp D là nhiều, còn cái sò là ở đây mình cũng ráp sò, nhưng mà trừ khi khách hàng đặt á, thì mình mới ráp đó. Còn mà đa số là mình ráp D sẵn là 14D, 16D là mình bán đây. Thì tụ thì tụ chính hãng luôn. Máy rất là gọn. Đây mình test xong là mình sẽ là dùng cái cọng rút này, cọng đây rút là mình rút kẹp luôn, và mình sẽ dùng cái miếng gỗ mình chêm qua bên đây, nấu lại hai bên mà bắt cá ba vô, hoặc là mình dùng dây nhựa mình bó hai đầu. Mình không có gắn cái đế gỗ nha, mà mình cũng không có làm hộp luôn, tại vì máy này nó rất là mát và nó cũng là gọn nên không có cần hộp. Thì ở đây mình chỉ cắn cắn ra đầu ra của nó là ổ cắm cái luôn. Cái này chứ các bạn chỉ là cắm hai cây vợt ra. Các bạn có hai cây vợt, các bạn dùng cái ổ cắm. Các bạn cắm vô đây, chừng nào mình không xài nữa mình rút ra. Nó rất là gọn, rất là và rất là tiện lợi. Đó. Thì cái này để lát nữa mình sẽ test lửa cho các bạn xem luôn. Máy này là mình giao cho khách là 1 triệu, bao ship luôn nha các bạn. Đó, thì bao ship tới chỗ luôn, là mình vẫn bảo hành 1 năm, nói chung là 1 năm hay 2 năm gì cũng ok. Là mình máy của mình là mình chịu trách nhiệm hết. Đây mình sẽ test cho các bạn xem luôn, kẹp nè. Mình sử dụng dây KDV nha. Cọ bốt mình nè. Đó. Đây mình bóp cho các bạn tiếng kêu trước. Đó. Tiếng kêu rất là ok luôn. Đây, mình test lửa cho các bạn xem luôn nha.
cái máy này mình gắn hồ tiếp âm là siết, các bạn siết liên tục luôn, máy không có cái đứng nha, máy không có ngút. Đây mình chỉ xài cái bình là chỉ 12V 4A thôi á. Thường thường các bạn đi xài máy đánh bộ là các bạn xài từ 30 trở lại, 27, 25 đến 30 AH. Đó, thì nếu bạn siết như vậy là cá rô phi là bắt buộc phải trần lên thôi. Ở đây mình có bình 4 AH thì mình siết mà máy không có cái ngút nha, máy vẫn liên tục, nạp điện liên tục. Các bạn siết liên tục là máy vẫn còn liên tục, máy rất là mạnh. Đó. Thì máy của mình làm là uy tín là hàng đầu. Đó. Máy rất là ấm luôn nè. Mình siết là mất máy rất là ấm luôn nè. Đây mình vừa siết mình đây nè. Máy rất là mát luôn, không nóng một chút xíu nào luôn. Đó, thì máy này mình giao cho anh Toàn ở Bình Dương. Thì nếu mà các bạn có gì thì liên hệ với mình nha. Rồi, chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Máy rất là mát luôn.